Chiều ngày 27 tháng 3, Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa thành phố Bắc Giang, gọi tắt là Ban chỉ đạo 702, tổ chức hội nghị tiếp nhận ủng hộ và trao hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà rột nát. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 702, lãnh đạo các huyện Tân Yên, Yên Thế, Lục Nam và đại diện các tổ chức đơn vị doanh nghiệp. Thực hiện chủ trương về hỗ trợ xóa 100% nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo 702, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy các phường xã xây dựng kế hoạch ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cơ sở. Qua rà soát đến nay, trên địa bàn thành phố Bắc Giang có 22 hộ nghèo, cận nghèo và 8 hộ gia đình người có công đủ điều kiện được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Ngoài ra có 5 hộ nghèo, cận nghèo do phường xã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng sửa chữa. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 17 tổ chức đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn với tổng số tiền ủng hộ trên 4,4 tỷ đồng và 200 ngày công lao động. Cũng tại hội nghị, thành phố Bắc Giang đã trao số tiền 700 triệu đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho 14 hộ nghèo của 3 huyện Yên Thế, Tân Yên và Lục Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Chí Hải ghi nhận sự ủng hộ của các tổ chức đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Đồng thời nhấn mạnh, những năm qua với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, thành phố Bắc Giang đã luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Trong đó có công tác hỗ trợ xóa nhà tạm cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhà ở trên địa bàn. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục tích cực chung tay góp sức, ủng hộ kinh phí, ngày công lao động để cùng với thành phố hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở.